gói vô cái lá nè, gói vô cái lá xong rồi cắn vô. Anh gấp vô cái lá rồi. Anh bạn nhỏ không có chịu ăn mọi người. Thử thách cháo lòng đêm phia, tự nhiên nửa đêm nửa hôm cái ông già ông kêu nấu cháo lòng đi, mà cái này là cái phèo chứ không phải nguyên bộ đồ lòng đó mọi người. Cái này là bạn Trâm nó làm trong công ty lò heo á, xong mà nó cho Trâm đó, mà Trâm để đây này á, định nấu làm cái gì đặng đem lên cho nó, mà bây giờ nửa đêm nửa hôm rồi. Nấu nửa đêm vậy rồi ăn luôn á chứ cho gì nữa mà cho. Bỏ gừng trong này nè, bỏ hành tím rồi nữa nè, đang ninh đó mọi người. Hồi nãy luộc nước bỏ hết rồi, bắt đầu nấu nước khác nè, kệ, hồi nấu đại dương cũng được. Bây giờ sẽ làm nước mắm gừng với lại ớt sắc vô mọi người, đặng hồi chấm cái phèo. Sao ạ? À? Hả? Con đi tẩy dung về con mệt hả? Con ngủ đi con. Một chiếc mèo rất là ngoan luôn á. Ngoan người trắng mình nè. Ừ, tao ngoan vậy mà anh hai còn nói gì nữa. Gừng này để trong đá nên sắc hơi bị cao thủ xíu nha mọi người. Sắc dữ lên, con nào con chuột con nào con lấy bằng con chồn vậy đó. Do bị đông đá rồi, giờ nửa đêm mình làm kiểu cháo tóc tóc đi. Cháo đêm phia. Làm nước mắm bỏ vô miếng gừng rồi bỏ vô miếng ớt nữa ha. Trời ơi. Này là Trâm học được một cái quán cháo lòng ở trên Đắk Lắk đó mọi người. Một quán cháo lòng ở trên Đắk Lắk, gừng người ta sắc hột lụ vậy nè, xong người ta bỏ vô trong nước mắm. Và Trâm ăn một lần mà Trâm nhớ mãi luôn. Giờ sẽ cho ớt khoanh khoanh vô. Nói chung là càng nhiều ớt càng ngon, mà chỉ sợ ông già. Ông già ông gốc Huế mà ông ăn ớt còn dở hơn cả Trâm ở bánh tre. Rồi cho hết vô trong chén mọi người. Quậy 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 lên lát nữa để dành chấm phèo. Chi ngồi đợi ăn cháo lòng mà lâu quá hả Chi? Trời nhìn ngon quá ha, thơm ghê luôn á. Do mình bỏ hành, với bỏ tỏi, với bỏ gừng nữa kìa. Rồi bốc khói nghi ngút luôn. Trời ơi. Tự nhiên cái rủ em ăn đêm cái em mập cái anh chê em à. Rồi niêm rồi cháo mọi người. Em niêm xong cái anh ra anh gọi đèn em cắt mấy con quế bỏ vô cho nó thơm, anh lát nữa niêm cháo á. Bỏ vô cho nó thơm. Muối, đường, bột ngọt. Anh nấu cháo phải dặn tí đường nó mới ngon mọi người, kiểu giống như là thà không niêm rồi niêm cho tới nó mới ngon. Cho vô một tí nước mắm nữa. Cho nhiều quá nó sẽ bị chua. Hả? Chi con? Rồi để mẹ qua liền. Cắt ngắn ngắn thôi anh. Một chiếc anh bạn già cũng thuận tay trái giống Trâm. Wow, phèo đặc ngon quá ha. Này chỉ dành cho tín đồ ăn được nội tạng thôi, chứ ai ăn không được thì sẽ cảm thấy là không có ngon. Ai mà bị gút là sẽ thấy không ngon. Tại vì ăn nhiều nội tạng là bị gút là không nên ăn được mọi người. Ai đếm phi, miệt mài đếm phi hái được cọng rau quế. Rồi chuẩn bị thời tới rồi mọi người. Em sẽ cho hành phi vô mọi người ơi. Đó, cho hành phi vô nêm nếm thẳng trong đây luôn. Rồi bắt đầu múc ra ăn thôi. Rồi chúng sẽ tắt bếp rồi chúng sẽ cho hành lá vô luôn nha mọi người. Cho hành lá vô luôn. Hành chăm cho là hành eo xà, là hành chăm cấp đông sẵn á. Đó. Rồi cuối cùng không thể thiếu đó là tiêu nha mọi người. Tiêu. Cái này mà thêm cộng rau thơm nữa mới ngon, nãy mới rau quế nha. Wow. Chăm nấu lỏng lỏng rồi mọi người, không có mê ăn cháo đặc. Đó. Anh bạn nhỏ không chịu ăn cho nên là Trâm múc của Trâm với anh bạn già ăn thôi mọi người. Còn miếng gừng vàng thịt luôn. Cho nãy Trâm ấy phèo là có gừng nữa cho ấm á. Đó. Gạo này là gạo bình thường, không có gan, Trâm không có mê cháo gạo gan. Đây, tới đây combo đây mọi người ơi. Ha ha ha. Ăn cháo đêm phia, đây là chén nước mắm gừng. Bên đây là rau thơm, ủa rau quế chứ không phải rau thơm. Rồi đây là dĩa phèo. Đại tiệc mời mọi người ăn cháo với Trâm nha, ngon cực kỳ luôn mọi người. Nhìn vậy xấu xấu rồi chứ mà ngon ghê, hợp khẩu vị với gia đình mình nên mình thấy ngon, tự nấu tự khen luôn. Anh gói vô cái lá nè, gói vô cái lá xong rồi cắn vô. Anh gấp vô cái lá rồi. Anh bạn nhỏ không có chịu ăn mọi người, anh bạn nhỏ không chịu ăn. Rồi cắn vô miếng nước mắm gừng. Mắm gừng theo kiểu gừng sắc hột lụ. Cài tơi tái. Đúng là phải có miếng giấm là đâu muốn dừng. Em đưa miếng chanh. Em ơi. Quên. Em đưa miếng chanh nữa, đúng rồi. Miếng khác. Ừ.
rau nhà trồng. Chăm trồng gì cũng được hết, chỉ có trồng hành là không được. Trồng hành ăn được lần một chứ không ăn được lần hai. Chắc do em tưới nhiều quá nó bị úng sao mọi người. Ngon quá. Ăn tới phút thứ 90 rồi mới nhớ tới miếng chanh, thiệt tình luôn á. Rồi dắt vô luôn đi anh. Dắt vô cho nó chua 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 ăn nó ngon. Ăn gần cạn tô cháo luôn à. Đúng rồi. Anh bạn nhỏ chưa có thi nữa, còn đang học đó mọi người. Nó chanh vô phải không anh? Đúng rồi, làm đi. Bắt hơn rồi đó. Thêm nhiều dữ rồi con. Cô giáo cứ bắt chép phạt, bắt chép phạt. Rồi thành ra đứa nào học bài cũng giống như đứa không học. Không. Thôi ngắt một miếng lá quế bỏ lên chung đó, xong rồi bắt đầu kẹp, kẹp với miếng phèo. Anh cũng kẹp vậy đúng không? Anh cũng giờ vậy đó, chấm vô đó. Thêm rau húng nữa ngon ha. Mình có một gai thôi, nãy ngã có một gai luôn ta. Tự nhiên không nhớ lúc cô giáo qua nấu cháo gà hỏi cô lấy ngò gai không mà quên. trời ăn sáu ăn cháo xong hai ba con làm gì vậy? Thôi chuẩn bị đi đi ngủ nè ông nội ơi. Bye bye mọi người. Chừng luôn rồi. Ngày mai sáng thứ bảy cho em đi làm, xong rồi chiều thứ bảy cho em về quê nữa nha mọi người. Từng gọi là thứ bảy là đi Vũng Tàu ha. Từng này về quê. Bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon.